Phẩm thứ sáu, lễ tháp. Lại nữa, trưởng giả Bồ Tát tại gia khi vào chùa Tịnh Xá phải đứng ở ngoài cửa chí tâm đảnh lễ, sau mới đi vào trong Tịnh Xá. Phải nghĩ thế này: không nên chấp vào chùa, không chấp vào cảnh, không chấp vào ý tưởng, không chấp vào sở nguyện. Vì từ bi vui vẻ ở chùa, ta ở chùa vì sự bình đẳng. Tự nghĩ rằng ta lúc nào cũng nghĩ như vậy mà ở chùa, để khỏi trần cấu nên sống tại chùa này. Đứng đúng ngày 15, gặp lúc đang tiết giới nên khởi niệm như ý của bậc Sa Môn. Không có Bồ Tát tại gia nào có thể đắc quả tối chánh giác, mà chỉ có những người xuất gia ở núi, sống thanh nhàn ở nơi thâm sơn cùng cốc với đất Phật đạo. Tại sao như vậy? Vì tại gia sống với trần cấu, còn người xuất gia được các bậc trí cùng hàng xa chư Phật khen ngợi. Ta phải mỗi ngày đảnh lễ cúng dường, bố thí những gì mình có, khởi ý xuất gia học đạo như họ, nói mới khiến tâm ý ta vui vẻ. Vì sao như vậy? Người bất tín, người không tráo trở, đầu đẳng của băng cướp, bọn gian tà quan lại, thứ dân đều bố thí cho họ dù chút ít, nhưng không thể dùng lời nói cho hết. Ta lấy trí tuệ giới làm tối thượng, từ tâm mà hiện cung kính, không tiếc thân mạng vì tất cả mà làm. Ta cũng đang hành trì giới của Như Lai, khiến cuối cùng được đạo giới thượng chánh chân tối chánh giác, vì tất cả chúng sinh mà làm Phật sự, làm việc của Như Lai mà chưa vào Niết Bàn. Muốn nhập Niết Bàn thì nên vào Tịnh Xá để xem việc làm của chư tỳ kheo tăng, xem tỳ kheo nào là bậc đa trí, ai là người hiểu pháp, ai là người trì luật, ai là người trú vào pháp, ai là người giữ gìn phẩm hạnh Bồ Tát, ai là người sống nhàn cư, ai là người khất sĩ, ai là người mặc y bá nạp, ai là người biết đủ, ai là người độc cư, ai là người tọa thiền, ai là người về đại thừa, ai là người tinh tấn, ai là người về kinh điển và chùa chiền. Với tất cả việc làm của tỳ kheo tăng rồi đều phải bình đẳng bố thí đầy đủ cho mọi người, không nên có tâm phân biệt. Huống là những người sống gần tụ lạc, người sống gần tụ lạc thì cũng nên thăm hỏi, phải nên lui tới nơi tụ lạc để xem nếu có tỳ kheo nào thiếu y bát hoặc ốm đau không thuốc men nên cho họ đầy đủ, nên cho với tâm bình đẳng, chớ có ý oán hận. Tại sao như vậy? Vì thế gian đều mong cầu sự an ổn, càng nên có ý hộ trì đối với phàm phu cho đến bậc A-la-hán. Vì sao như vậy? Vì kẻ phàm phu tâm có oán hận, còn bậc A-la-hán không còn oán hận. Với bậc tỳ kheo đa nhân thì nên theo họ nghe những lời dạy rồi nên thọ nhận học theo. Với bậc hiếu hiểu kinh thì nên theo họ nghe họ diễn giải rồi nên họ thọ nhận học theo. Với bậc trì giới thì nên theo họ hiểu biết các tội cấu rồi thì nên thọ nhận học theo. Với bậc giữ phẩm hạnh Bồ Tát thì nên theo họ để thọ nhận học pháp lục độ vô cực, hành trì phương tiện quyền xảo. Với bậc sống nhàn cư thì nên theo họ thọ nhận học hỏi để biết pháp hành nhất tâm. Nếu tỳ kheo có thiếu thốn gì nên cung cấp y phục, bình bát, giường nằm, ngoại cụ, thuốc men trị bệnh tật. Ở nơi Phật đạo nên đâm tâm bình đẳng cứu tế. Vì sao như vậy? Vì ân huệ có thể bố thí khuyến khích khiến phát tâm đối với đạo lớn. Vì sa môn hành thiện nên như thế này: nếu các bậc sa môn đấu tranh nhau thì nên giải hòa, nếu vì pháp đấu tranh thì không tiếc thân mạng, quyết hộ trì pháp. Nếu có tỳ kheo bệnh tật thì nên lấy thịt mình bố thí cho họ, tâm không hối hận, tất cả công đức đó lấy tâm Phật làm gốc. Phật dạy trưởng giả Bồ Tát tại gia lấy đó mà so sánh, lấy đó mà hành động, lấy đó mà làm tinh thì phù hợp với con đường tu tập tại gia. Lúc bấy giờ trưởng giả ok cùng với các vị cư sĩ đều đồng thưa rằng: khó thay Bạch Thế Tôn, Như Lai khéo nói những điều uế nhiễm của Bồ Tát tại gia và những việc làm của ma, công đức của bậc xuất gia đáng sĩ dương khen ngợi. Kính Bạch Thế Tôn, chúng con cũng thấy người tại gia có nhiều lỗi lầm, công đức của bậc xuất gia thật khó đo lường, nên chúng con muốn theo Thế Tôn lãnh thọ giáo pháp, muốn cạo bỏ lông tóc làm bậc tỳ kheo lãnh thọ đại giới. Phật dạy các vị trưởng giả xuất gia rất khó, phải thường xuyên chuyên tâm giữ gìn cấm giới không để khiếm khuyết. Các trưởng giả đó bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, xuất gia có gì là khó? Xin nguyện Như Lai gia tâm thương xót cho chúng con cắt tóc thọ giới, chúng con có thể thọ thân cẩn thận phụng trì giới luật Phật dạy.
Phật liền đồng ý cho thế pháp. Lúc ấy Đức Phật dạy Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát chư hành thanh tịnh, ta giao các vị trưởng giả này cho các ông thế pháp, cho họ các vị trưởng giả đó là những bậc thượng sĩ. Bồ Tát Di Lặc lúc đó vì 1.200 vị trưởng giả cả bỏ râu tóc, chư Bồ Tát chư hành thanh tịnh vì 1.200 trưởng giả cả bỏ râu tóc. Đức Phật thuyết phẩm giới đức tịch pháp của Bồ Tát tại gia, 1.200 người đều phát tâm vô thượng chánh chơn, 2.500 Bồ Tát đắc âm thanh nhẫn, 4.000 trời người đắc nhu thuận pháp nhẫn. Phẩm thứ bảy biết đủ. Lúc ấy trưởng giả Út Kê bạch Phật: Như Lai bậc vô sở trước, đặng chánh giác nói về chỗ thiện ác của người tại gia. Đối với đại thừa nên hành bố thí, trì giới, giáo dục tinh tấn, nhất tâm, trí huệ, nguyện thế tôn. Là nói về hành của các vị tế phát xuất gia là Bồ Tát, cái đức của sự trì giới, tinh tấn, trí tuệ, trì túc. Và Đức Như Lai Bồ Tát xuất gia đã cắt bỏ râu tóc. Xuất gia làm thế nào để phụng trì giới luật? Thế nào gọi là xuất gia? Tâm không sai khác, hành động không chuyển đổi, cũng không cầu phải đảnh lễ tiếp đón. Phật dạy: Hay thay, hay thay này trưởng giả, ông có thể ở Như Lai hành đầy đủ của Bồ Tát xuất gia để cắt bỏ râu tóc. Phật dạy: Trưởng giả hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ. Vâng thưa Thế Tôn. Út Kê trưởng giả lãnh thọ lắng nghe. Phật dạy: Bồ Tát xuất gia phải nghĩ thế này, tại sao mình lại xuất gia cạo bỏ râu tóc? Là nghĩ rằng ta vì muốn đầy đủ Phật pháp cho nên xuất gia cạo bỏ râu tóc, thường niệm tinh tấn đối với trí tuệ không chấp trước. Như cứu lửa cháy ở đầu, xuất gia rồi thì phải nên thực hành nương vào thánh hiền. Biết đủ như là biết đủ tức vì danh văn, biết đầy đủ đối với việc khất thực, biết đủ đối với việc khất thực vì danh văn, biết đủ đối với giường nằm, biết đủ đối với giường nằm vì danh văn. Khi bệnh tật phải biết đủ đối với thuốc men y phục, biết đủ đối với thuốc men y phục vì danh văn. Là chuyện giả, đó là việc làm của thánh hiền, là các bậc trụ cột cho Phật pháp, cho nên gọi là việc làm của thánh hiền. Vậy Phật dạy trưởng giả, các vị Bồ Tát xuất gia có 10 việc để che thân, như y phục, chân đệm thì cần biết đủ. Thế nào là 10 việc? Một là thân đắp mặc y phục, phải biết tàm quý. Hai là thân bắt đắp cà sa để hộ trì ái dục, không có sự chấp trước. Ba là mặc áo sa môn, khiến cho không có sở kiến, sở niệm. Bốn là đầy đủ phước của cà sa vì ủng hộ chư thiên và loài người. Năm là sở dĩ đắp cà sa vì tâm không ham muốn dục lạc, không theo thói quen ái dục. Sáu là ý khéo dùng phương tiện để diệt trừ dâm dục trần cấu. Bảy là biết đủ là gốc rễ của thiện pháp cho nên thọ nhận y phục này. Tám là vứt bỏ các việc ác làm nhân duyên để sanh khởi các việc thiện. Chín là ở đạo thánh hiền không thay đổi, tinh tấn nhất tâm. 10 là nguyện một lòng được mặc cà sa trọn đời. Là điều gì đó là 10 việc Bồ Tát xuất gia mặc cà sa vì hành biết đủ. Là có 10 việc khác, phải nên cố gắng thọ nhận mà hình thức khất thực. Thế nào là 10 việc? Một là tự mình có trí đức đợi chờ ở người. Hai là nếu có người bố thí cho ta, trước phải an trú trong tam thừa, sau đó mới thọ nhận sự bố thí. Ba là nếu người không bố thí cho ta, ta nên vì họ mà khởi tâm thương xót. Bốn là nếu người bố thí cho ta, nên tinh tấn nguyện an vì thành tựu đạo nghiệp. Năm là không để mất giáo pháp của Như Lai. Sáu là phát tâm trong chốc lát khiến một lòng biết đủ. Bảy là thực hành khiến tâm không kiêu mạn. Tám là từ công đức này đắc vô kiến ảnh thượng, chính là người thấy ta thì học theo ta. 10 là tất cả nam nữ lớn nhỏ đều bố thí cho ta. Ta phải đem tâm bình đẳng đối với tất cả, chuyên tâm cầu đạt nhất thiết trí. Này trưởng giả, đó là 10 việc Bồ Tát xuất gia không rời bỏ khất thực. Nếu có bậc tri thức phải nên khiến họ hoan hỷ, không có sự hối hận cho đến chỗ ưa thích, còn không mến tiếc huống gì đắm trước vào cái ta, cũng không nên xiểm định. Việc ăn uống đối với thân có lợi ích, cũng nên có thể vì người nguyện cầu cho ai đầy đủ. Phật dạy trưởng giả, tại là nói xong phần khất thực, Bồ Tát ngồi trên đệm cỏ dưới gốc cây hoặc ở gò mã cao mà hộ trì giới, phải nghĩ đến 10 điều, những gì là 10. Một là đã đoạn các cái việc làm vì ngã sở,
hai là vô ngã vô sở thọ, ba là phải ở nơi an nhàn, mở cửa đặt giường để ngồi thiền, bốn là xa lìa sự đắm trước ái dục, năm là sớm cầu quả vô sở trước nhớ nghĩ của các công đức, sáu là không tiếc thân mạng chỉ thích sống nơi tịch tịnh, bảy là xa rời các cuộc hội họp, tám là các cái tội lỗi đã làm đều được tiêu trừ, chính là được nhất tâm tam muội không còn lỗi lầm, 10 là niệm vắng lặng ra vào đều giữ ý. Này trưởng giả, đó là 10 việc. Bồ Tát xuất gia ngồi trên đệm cỏ dưới gốc cây, giả sử đến pháp hội nhờ các bậc hòa thượng thăm hỏi bệnh tình, muốn đến tinh xá nên tự mình đi, thân tâm phải là một nên đến cần học hỏi kinh điển thì nên hiểu các tuệ ở phòng ốc của tinh xá, an nhàn tư duy. Vì sao như vậy? Vì ở nơi thanh tịnh nên tinh tấn cầu pháp, tất cả những gì đang có thì nghĩ là chẳng phải của ta, tất cả các pháp đều nghĩ về người khác. Và vậy Bồ Tát xuất gia học theo 10 việc đối với túc mạng, thế nào là 10? Một là ta phải đắc trí của Như Lai Thế Tôn, hai là không từ người khác mà thừa nhận đầy đủ, ba là không học theo những tư tưởng bất tịnh cấu uế, bốn là ta phải sống thanh tịnh, năm là không nhớ nghĩ các cái mùi vị dục lạc, sẽ bỏ sự đắm trước, sáu là ta phải có sự sai khác biệt đối với phàm phu, bảy là các mùi vị ngon sẽ tự nhiên hiện ra trước ta, tám là dùng các thứ thuốc men để đoạn trừ các trần lao, chín là đoạn được các kiến chấp, 10 là nhanh chóng đoạn được các bệnh tật thân được an ổn. Này trường giả, đó là 10 việc nên hành trì. Bồ Tát xuất gia nên đem hết thân mạng thực hành như thuốc men chữa bệnh. Phẩm thứ 8, nhàn cư. Lại được trưởng giả, Bồ Tát xuất gia tu tập nơi thanh vắng, cần suy nghĩ như sau. Ta vì sao phải đến nơi thanh vắng này? Lại suy nghĩ tiếp, không phải sống nơi thanh vắng là bậc sa môn. Vì sao như vậy? Vì ở nơi thanh vắng có nhiều thứ không điều phục, trong định thì không thành tựu, không theo phép tắc thì không nghĩa lý. Nghĩa như những loài chương hưu, chim, cổ, cáo, khỉ, cái, người rừng, ma hầu, lạc, thọ, săn, những người này đều không phải là sa môn. Ta đến ở nơi thanh vắng thì phải đầy đủ nguyện lực này. Gọi là nghĩa của sa môn. Này trưởng giả, những gì là nghĩa của sa môn Bồ Tát xuất gia? Nghĩa là ý không tạp loạn, đạt được pháp tổng trì, sự hiểu biết, các trí tuệ, các huệ, chỗ nghe, học được đầy đủ. Từ đó đạt được trí tuệ lớn, thực hành đại từ, không lìa đại bi, được năm thứ thần thông, lục độ vô cực, tâm được tự tại, không lìa nhất thiết trí. Những lời nói ra đều phải dùng trí tuệ, phương tiện, quyền xảo, đem pháp bố thí cho tất cả, khai đạo cho mọi người. Việc làm không trái với bốn ân, nhớ nghĩ, sáu niệm, nghe rồi làm theo, nhất tâm tinh tấn, hiểu rõ và phụng trì chánh pháp, một lòng đạt đến trí tuệ của đạo, không rời cảnh giới, thiền định, tịch tịnh, phải hộ trì chánh pháp và các nhân duyên, tội phước. Nhờ trí tuệ ngay thẳng đoạn tất cả niệm hoặc vô niệm, đem niệm ngay thẳng mà nguyện thuyết pháp, thực hành trì lời nói ngay thẳng để trừ tội lỗi, đầy đủ các cái việc làm phước thiện, lấy trì ngay thẳng để đoạn các cái sự đắm trước, dùng nghiệp ngay thẳng tiến đến Phật đạo, thực hành phương tiện ngay thẳng đối với các pháp ý không vướng mắc, nhờ ý ngay thẳng để đạt nhất thiết trí, thực hành định ngay thẳng để tánh không không còn lo sợ, thực hành vô tướng đối với ngã không mong cầu, không phát khởi hành vi chí thành ủng hộ đối với nghĩa của kinh điển, không xa lìa nghĩa của pháp, cũng không có người ủng hộ. Này trưởng giả, đó là nghĩa của sa môn Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia đó không nên làm theo một số việc, nên nghĩ thế này: ta phải vì tất cả mọi người thực hành của gốc công đức, không chỉ riêng vì một người nào thực hành cái việc lành. Phật dạy trưởng giả, Bồ Tát xuất gia nên thực hành bốn việc mà Như Lai đã biết, những gì là bốn: một là thực hành pháp hội, hai là thực hành vì người khác nói pháp, ba là thực hành phụng sự cúng dường Như Lai, bốn là thực hành không dứt ý nghĩ đến Phật thừa. Đó là bốn việc cần thực hành. Thường giải thoát các tập khí hoặc tại nơi thanh vắng thì nên nghĩ thế này: ta vì sao lại đến nơi thanh vắng này? Là nên nghĩ rằng ta vì sự lo sợ nên đến nơi đây. Lo sợ những gì? Sợ những tập khí dâm dục, sân nhuế, ngu si, tập hội, sợ sự cống cao kiêu mạn tổn hại đến với người, sợ tham lam tật đố, sợ khởi niệm đối với sắc thanh hương vị xúc, sợ đối với thân ma, dục ma, tội ma, thiên ma, sợ ở nơi vô thường mà nghĩ là thường.
Sợ ở nơi khổ mà nghĩ là vui, sợ ở nơi không thật mà nghĩ là thật, sợ vô ngã mà nghĩ là ngã, sợ có cái ngã của ta, sợ những điều nghi ngờ, suy nghĩ bất chánh, do dự, dâm dục, sợ ác tri thức, sợ ái dục không trong sáng, sợ tâm ý thức không được điều phục, sợ cái truyền, cái nghi che, cái điều mong cầu, sợ tự thấy thân, sợ các sắc dục tài lợi, sợ cầu cho thấy, sợ suy nghĩ về vô niệm, tha niệm, sợ không thấy nói thấy, không nghe nói khe, điều nói ra không có ý, không có thức, sợ những câu ác của sa môn, sợ các loại hành vi, sợ các cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, sợ các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sợ sanh vào bát đạo, sợ sanh vào ngũ đạo, sợ những tạp niệm của pháp bất thiện. Ta đến đây không thể ở nhà, nhưng không ở những nơi nếu nhiệt ồn náo, nhất tâm giữ niệm rỗng lặng để giải thoát những lo sợ. Những lo sợ trong quá khứ Bồ Tát đều do sự lo sợ đó mà giải thoát, nhờ trợ lực của cuộc sống nơi thanh vắng mà giải thoát mọi sợ hãi, được Phật đạo vô ý. Chư Bồ Tát mười phương ở hiện tại và tương lai đều đem sự sợ hãi để giải thoát sự sợ hãi, nhờ trợ lực cuộc sống nơi thanh vắng mà được đắc Phật đạo không lo sợ. Ta nhờ sự sợ hãi để vượt qua tất cả sự lo sợ, đến sống ở nơi thanh vắng. Tất cả những điều lo sợ đều đến vào thân ta, so với cái ta, chấp trước cái ta, nhiễm ô đối với sự yêu thích cái thân. Chấp khả ngã khởi lên từ ngã, có ngã tưởng, có ngã kiến, tức là có thân mà khởi suy nghĩ về ngã. Vì muốn hộ thân ta nên phải đến sống nơi thanh vắng. Vì muốn đoạn những nhu cầu của ta, hộ trì ta không có điều kiện, nên ta phải sống ở nơi thanh vắng. Được các nghĩa vô ấy, người sống nơi thanh vắng không còn ngã tưởng, người sống nơi thanh vắng không còn tưởng tha nhân, người sống nơi thanh vắng không còn suy nghĩ chứng đắc, người sống nơi thanh vắng không còn thấy thân mình, người sống nơi thanh vắng không còn trú vào những suy nghĩ mong cầu, người sống nơi thanh vắng không còn nghĩ đến niết bàn, huống gì còn nghĩ đến sự dâm dục thế gian. Sở dĩ gọi là nhàn cư là đối với tất cả pháp không chỗ trú, thương xót hộ trì chúng sanh trong tam giới, tất cả ý nghĩ sợ hãi, không có tư tưởng sống theo tập cư, không còn tư tưởng với ở với sắc thanh hương vị xúc, tất cả tam muội không còn tranh luận, điều phục ý mình an trú vào định tịch diệt, vứt bỏ các căn đàn sống trong sự không sợ hãi, vượt khỏi các cõi đồ tận, các sự đối với cuộc sống của sự có và sự không, đối với sự cuộc sống vô niệm của bậc hiền thánh thực hành, thì sống phải nhất tâm tri túc như sống trên đệm cỏ, tâm nhập trí tuệ, tinh tấn nhất tâm sống cùng giới luật, sống vì sự giải thoát nên đoạn trừ các trói buộc lao ngục, sống với không vô tướng với nguyện, đắc tam giải thoát môn, nhu hòa không còn chỗ đến đi. Ý phải quán xét 12 nhân duyên, việc làm đều xong, nhập định tịch diệt. Thấy như trưởng giả ở trong đầm núi, có cây cỏ, trâu bò và ngựa, không sợ, không hãi. Như vậy này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia sống ở nơi thanh vắng và quán sát thân mình như cây cỏ, không có tư tưởng vụn vặt. Quán sát thân như vậy, thường hành tinh tấn, không nên khởi ngã tưởng, liền không còn sợ hãi. Quán thân mình vốn không, thân này vô ngã, vô nhân, vô thọ, vô mạng, từ nơi tâm mà có sự sợ hãi với mọi người, giả dục nên có sự sợ hãi. Ta muốn xa lìa niệm thì phải nghĩ thiện. Thế như trong đầm núi, cây cỏ, trâu bò, không sợ, không hãi, tất cả pháp đều vì người khác, sống ở nơi thanh vắng nên phải làm như vậy. Vì sao như vậy? Vì người ở nơi thanh vắng đoạn được mọi tư tưởng, xa lìa mọi thứ ô nhiễm của dâm dục. Người sống ở nơi thanh vắng là như người vô ngã, vô sở thọ. Bồ Tát xuất gia sống ở nơi thanh vắng phải học những điều như sau. Người sống ở nơi thanh vắng phải uyển chuyển giữ gìn giới phẩm, người sống nơi thanh vắng phải an trú trong thiền định, người sống nơi thanh vắng nhớ nghĩ đến trí tuệ, người ở nơi thanh vắng thường nghĩ đến sự giải thoát, người sống nơi thanh vắng trú vào độ tri kiến, người sống ở nơi thanh vắng luôn ái hộ Phật pháp, người sống ở nơi thanh vắng đoạn được 12 kiết sử, người sống nơi thanh vắng luôn nhớ nghĩ đến chuyện chân chánh, người sống ở nơi thanh vắng đối với các pháp là bình đẳng, người sống ở nơi thanh vắng không cần có cương giới.
Người sống đời thanh vắng thoát khỏi lục nhập, người sống thanh vắng tâm không lo sợ phật đạo, người sống đời thanh vắng ở nơi tánh không không có chỗ chấp thủ, người sống đời thanh vắng đối với các pháp không có chỗ hoài nghi, người sống đời thanh vắng dẫu có tiếng khen về công đức lành, người sống đời thanh vắng được các đức phật khen ngợi và chư hiền thánh cũng được thực tập, sống đời thanh vắng người sống đời thanh vắng thoát khỏi mọi ái dục. Vì có sự khác biệt nhập vào nhất thiết trí, là nữ trưởng giả Bồ Tát sống ở nơi thanh vắng thì nhờ sự cố nho nhỏ làm đầy đủ lục độ không cùng cực. Vì sao như vậy? Vì sao nơi thanh vắng là vì không tiếc thân mạng, đó là bố thí độ vô cực, biết được đối với định tịch diệt an trú vào tam chuyển, đó là trí giới độ vô cực, lòng từ vô hại biết hết tất cả, nhẫn nhục đối với nhất thiết trí không độ ác đạo, đó là nhẫn nhục độ vô cực, nghĩa là không bao giờ sẽ lìa mọi nơi thanh vắng này, là nhẫn nhục rồi mới lìa bỏ, là tinh tấn độ vô cực. Cho đến quả vị thì mà không chấp ngã, tâm nghĩ thế nào thì thân làm thế đó, đối với đạo cũng vậy, không có chỗ khởi niệm, đó là trí tuệ độ vô cực. Này trưởng giả Bồ Tát sống nơi thanh vắng có bốn pháp sự, chỉ như là bốn: một là Bồ Tát ở nơi đó mà đắc đa trí; hai khéo có khả năng phân biệt quyết đoán giới luật; ba là hiểu rõ của gốc của các công đức; bốn là nhờ đó mà trí tuệ uyên bác, nhất tâm tinh tấn an trú nơi thanh vắng, đó là bốn việc. Là nữa, này trưởng giả Bồ Tát, nếu nhiều dâm dục trần cấu không quen với trần cấu thì nó sống ở nơi thanh vắng để không vướng mắc trần cấu, không thọ các cái dục lạc, những pháp được nghe thì có thể phụng hành. Là nữa, trưởng giả Bồ Tát đắc năm thứ thần thông, vì chư thiên rồng quỷ thần khi đáp hòa và thuyết pháp sống nơi thanh vắng thì nên như vậy. Là nữa, trưởng giả Bồ Tát nên học trí tuệ Phật pháp đó, sau đó mới sống ở nơi thanh vắng, vì như thế sẽ được nên được đầy đủ tất cả các việc lành căn bản, về sau có được công đức căn bản, vào các quốc gia quận huyện làng xóm thì đem nhân nghĩa hóa độ nhân dân. Bồ Tát muốn đọc tụng kinh điển cho nên đến đây thì nên biết cung kính tôn thờ bậc hòa thượng già trẻ trung niên, cúi đầu đảnh lễ không được lười biếng. Đối với việc này nên tinh tấn, không nên thiếu cung kính tôn thờ. Nên nghĩ như thế này: Đức Như Lai vô sở trước đã chánh giác được chư thiên rồng quỷ thần Kỳ Đà Hòa phụng sự, được Atulân Ca Lô La Chân Đà La Mahô Lạc phụng sự, được các vị Đế Thích Phạm Chí Tứ Thiên Vương nhân phi nhân cung kính ở thế gian là bậc tối tôn, khiến cho tất cả được an ổn. Đức Phật không tự mình cầu cúng dường mà mọi người đều đến cúng dường, huống gì chúng ta chưa có hiểu biết chi, chỉ là người mới học, ngược lại muốn cầu sự cúng dường từ người khác, cho nên phụng sự mọi người. Vì sao như vậy? Tỳ kheo mà tham cầu sự cúng dường thì công đức bị cộng giảm. Vì sao như vậy? Vì có người đem pháp bố thí tâm nghĩ thế này, đem sự cúng dường đó mà phụng sự ta, đừng đem pháp mà cúng dường. Do đó, do có niềm tin như thế, vì nó nghĩ nên đem vật đến cúng dường, phước đó không lớn. Đến chỗ của bậc hòa thượng, thân tâm phải nhất như, thân tâm phải cùng trú vào sự hiểu biết. Như biết thầy ta đi đến nơi khác, lòng không yên với những lầm lỗi. Đối với bậc trí tụng đọc kinh điển thì nên vì thầy mà không tiếc thân mạng, nên vui với pháp, nên đi theo thầy, nhờ với pháp đó có lợi, nên xả tất cả tà lợi. Đối với thầy, vui vẻ nghe bốn câu kệ, nghe đọc tụng hoặc làm việc bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn nhất tâm hoặc trí tuệ hoặc từ bi hoặc vui vẻ hộ trì, nhất tâm phát khởi việc học Phật đạo, nghe bốn câu kệ nếu phúng tụng cho nên cúng dường thầy, theo chỗ đó mà thọ nhận văn tự chữ nghĩa. Ở chỗ đọc tụng thì nên đem tâm ngay thẳng không có xiểm nịnh vì tất cả vạn vật mà cúng dường, còn chưa báo được ân thầy, huống gì đem pháp cúng dường. Là trưởng giả hoặc nghe ý nghe truyền thuyết hoặc âm thanh hay, hoặc Phật pháp âm, tịch diệt âm, giáo pháp âm, nghe âm thanh của Như Lai thuyết nên cúng dường thầy trọn kiếp, còn chưa báo đáp đầy đủ ân thầy. Và vậy trưởng giả đem phước thuyết pháp đó mà tính thì không lạng lượng, trí tuệ cũng không tính kể được, an trú vào các pháp tôn kính cũng vô số. Có Bồ Tát muốn cúng dường vô lượng pháp nên cúng dường Bồ Tát xuất gia, những gì là sở học của người xuất gia, như những pháp đã nghe mà thực hành, nên xét như thật để thanh tịnh giới phần của mình. Phật dạy trưởng giả Bồ Tát xuất gia có bốn pháp để giới phẩm thanh tịnh:
Những gì là bốn? Một là ăn trú vào lời dạy của các bậc hiền thánh. Hai là khất thực nên ăn trú vào đức biết đủ. Ba là Bồ Tát xuất gia không thích ở nhà. Bốn là thường tập giới cũng không xiểm trá tại nơi thanh vắng. Đó là bốn, là có bốn bốn pháp khác. Những gì là bốn? Một là thân làm những việc chí thành, thân cũng không có chỗ sở đắc. Hai là miệng nói những lời chí thành, miệng cũng không có chỗ sở đắc. Ba là ý nghĩ những điều nhu nhuyến, ý cũng không có chỗ sở đắc. Hay trú trong giới thiết trí, đó là bốn pháp. Lại có bốn pháp khác, những gì là bốn? Một là xả bỏ việc của ta, hai là xa lìa việc của ta, ba là đoạn tự tại, bốn là xả bỏ những pháp nhân duyên. Đó là bốn pháp. Là có bốn pháp, những gì là bốn? Một là thân ta cùng với các pháp đồng nhất, hay là các chúng chủng loại khác cùng với pháp bình đẳng. Ba là các nhập cùng bình đẳng với hợp với tánh không. Bốn là đắc trí huệ việc làm không có chỗ trú, đó là bốn việc. Là có bốn việc khác, những gì là bốn? Một là những gì thân biết, là những gì thân làm. Hai là không vì người mà động. Ba là không dựa vào tội lỗi của người, diệt hết các niệm. Bốn là phụng trì tất cả pháp, xét rõ sự thật không có chỗ sai biệt, đó là bốn pháp. Là còn bốn pháp khác, những gì là bốn? Một là giải thoát đối với không tánh, hai là không khởi tưởng, không lo sợ, ba là vì tất cả khởi lòng đại bi, bốn là chứng được nhận vô ngã, đó là bốn pháp. Người kia hoặc nghe tam muội thanh tịnh đang nghĩ thế này: những gì là thanh tịnh tam muội? Phụng trì tất cả pháp, ý xa lìa dục và ngã sở, tâm chỉ là một, tâm không lưu chuyển, tâm không phải nhẹ nhàng, giỡn cười là ý trói buộc, tâm không chỗ sở trước, tâm không có thể thấy, tâm hiện ở bên trong, cảnh giới của ý không có chỗ tụ tập. Ý đối với ngã, pháp khởi lên những niệm gì? Bình đẳng đối với pháp giới, không có sanh ra, không có lưu chuyển, trong ngoài không vướng mắc thiền định, đó gọi là tam muội. Đó gọi là an trú vào pháp tam muội. Người kia hoặc nghe và xét kỹ trí huệ thanh tịnh, liền nghĩ thế này: những gì là trí huệ? Nghĩa là hiểu biết đối với câu pháp, phân biệt rõ trí huệ là tuệ, nhập vào những hiểu biết trong sáng là tuệ, biết những suy nghĩ trong tâm người khác, hiểu rõ pháp là tuệ đối với pháp thiền định. Người kia đối với trí vô trí, đối với không thân là không, không có giữ cũng không có xả, tướng nơi không, tướng không nơi chốn, không có ở giữa chỗ niệm là không. Phật dạy trưởng giả, quán các pháp phải như vậy, đó là hạnh của Bồ Tát xuất gia. Lúc Phật thuyết kinh này có 8.000 người phát tâm đại thừa. Các vị trưởng giả này, theo Pháp xuất gia, đều đắc vô sanh pháp nhẫn. 32.000 người và người xa lìa câu uế ở trong các pháp chứng được pháp nhãn thanh tịnh. 200 tỳ kheo chứng quả vô lậu. Thời gian Úc Cao Duy mừng hớn hở, để y phục đặc biệt giá trị 100.000 lần dâng lên Đức Như Lai và thưa rằng: con đem công đức thiện này bố thí cho tất cả Bồ Tát, khiến các công đức này lưu khắp các Bồ Tát tại gia đều được đầy đủ các pháp này giống như Như Lai, khiến Bồ Tát xuất gia cho tới trí tuệ giới đầy đủ pháp này, nguyện cho khiến cho Bồ Tát xuất gia đắc trí tuệ giới như Đức Như Lai, cuối sinh Thế Tôn, dạy cho con rõ thế nào là Bồ Tát tại gia, trú tại chỗ nào để học đầy đủ giới pháp của người xuất gia. Phật dạy trưởng giả, Bồ Tát tại gia bố thí tất cả không có gì luyến tiếc, tâm thường hướng đến đại thừa, không mong cầu sự đền đáp. Lại nữa trưởng giả, Bồ Tát tại gia phải tịnh tu phạm hạnh, tâm không nghĩ đến việc dâm dục, huống gì làm sự dâm dục. Là nữa là trường dạy Bồ Tát tại gia hiểu rõ tánh không chứng được tứ thiền, dùng phương tiện khéo léo cầu không có chỗ chấp, khiến ý chí tịch diệt. Là nữa này trường giả Bồ Tát tại gia nên phát đại tinh tấn, hiểu rõ trí tuệ vô cực đối với những bậc đại từ để thọ tất cả pháp, và nên ủng hộ đem pháp giáo hóa người. Đó là bốn việc của Bồ Tát tại gia: sống tại nhà mà lập giới pháp của người xuất gia. Lúc bấy giờ trường dạy Úc Ca bạch Phật rằng: Bà Thế Tôn, con sống một mình tại nhà, con sẽ ăn trú vào lời dạy của Như Lai, con sẽ về Như Lai truyền bá Phật đạo, cũng sẽ học pháp xuất gia này, lại sẽ phụng hành giới cấm này. Lúc ấy Đức Phật mỉm cười pháp của các bậc Như Lai, lúc mỉm cười có đủ các loại màu sắc không thể luận bàn được, từ trong miệng phóng ra chiếu khắp vô số cõi nước, lên đến trời phạm thiên rồi trở lại thân Phật, và đã đỉnh đầu thì thật nhiên không hiện nữa. Hiện giờ A Nan thì vẫn ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: Đức Phật không
ngừng cười. Con nguyện được biết điều ấy. Phật dạy A Nan, ông có thấy trường nhị Úc Ca vì pháp cho nên cúng dường Như Lai lại muốn đón lên tiếng đón sư tử không? A Nan: Bạch Thế Tôn, nơi con đã thấy. Phật dạy A Nan: Trưởng giả Úc Ca này sống đời tại gia, ở nơi vô lượng kiếp có Như Lai đều sẽ cúng dường và thọ trì giáo pháp. Cuộc sống sống cuộc đời cư sĩ như đầy đủ giới pháp xuất gia. Nay vì do Như Lai rộng truyền Phật đạo. Lúc đó người A Nan hỏi trưởng giả Úc Ca: Thế nào là sống tại gia mà được vui, sống tại gia mà bị cấu nhiễm, sống tại gia không bằng xuất gia, thọ nhận giáo pháp của thánh hiền? Trưởng giả Úc Ca đáp rằng: A Nan nên dừng ngay, chớ nên nói như vậy. Các bậc hiền thánh cũng không còn cấu nhiễm, lòng có lòng đại bi giải thoát, không nghĩ đến việc an ổn bản thân. Các vị Bồ Tát nhẫn nhục mọi sự khổ, không sao liều mọi người. Phật dạy A Nan, trưởng giả Úc Ca: Tuy sống đời cư sĩ, nhưng thường có tâm bình đẳng. Ở nơi vô lượng kiếp đã độ rất nhiều người. Hỏi các vị Bồ Tát xuất gia dạy dỗ trong ngàn người. Này A Nan, tuy có Bồ Tát xuất gia dạy dỗ trong ngàn người, những cái trí của công đức đó không bằng trưởng giả Úc Ca. Này A Nan, bạch Phật rằng, kinh này tên gọi là gì? Và làm thế nào để phụng trì? Phật dạy A Nan, kinh này gọi là trưởng giả Úc Ca Sa Bóng. Ông nên thọ trì. Tầng thứ hai là cư gia xuất gia phẩm. Tầng thứ ba là trì nhất tâm yên tọa kỳ đức danh văn. Phật dạy A Nan, nếu có Bồ Tát nghe được kinh này sẽ đầy đủ các pháp, thì hơn cả trong ngàn kiếp tu phạm hạnh, vứt bỏ các hạnh dại đãi. Cho nên A Nan muốn khởi đại tinh tấn, vì dạy người khác tinh tấn thì mình muốn an trú vào tất cả công đức và muốn lập tất cả nguyện đối với công đức, thì nên nghe kinh này, nên thọ trì đọc tụng. Vì sao như vậy? Vì muốn đầy đủ tất cả pháp nên xem kinh này bình đẳng với Như Lai dạy. Này A Nan, có Bồ Tát nào sẽ lìa kinh này thì sẽ lìa tất cả chư Phật vậy, không bao giờ thấy được tất cả chư Phật. Vì sao vậy? Vì có người thuyết kinh này thì gặp tất cả chư Phật. Này A Nan, như khiến cho lửa đầy trong tam thiên đại thiên thế giới, Bồ Tát liền nên đi vào trong đó để cầu nghe pháp ấy rồi thọ trì độc tụng, nên đem các vật báu đầy cả tam thiên đại thiên thế giới cúng dường thầy thọ trì độc tụng kinh này. Này A Nan, và có Bồ Tát cúng dường chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, hiện tại, vị lai, đem hết thân mạng cúng dường Đức Phật đó rồi không rồi nhưng không thọ trì kinh này và cũng không tụng đọc, cũng không ở trong đó làm các công đức, là không cúng dường chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Này A Nan, nếu là có người nghe kinh này thọ trì đọc tụng như người khác giảng nói, ở trong đó trồng các công đức, là đã cúng dường chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì sao như vậy? Vì các đức Như Lai vô sự trước đang chánh giác lấy pháp làm tối thượng và từ pháp mà sanh. Phật dạy như thế thì A Nan và trường giả Úc Ca, chư thiên A-tu-la, nhân dân thế gian nghe kinh hoan hỷ, để đến trước Phật đảnh lễ mà lui. Kinh Úc Ca là việc vấn Bồ Tát hạnh.